cấp nhất chưa thể ra mắt trong năm 2020, Apple dự kiến sẽ ra mắt các mẫu iPhone hỗ trợ mạng 5G vào cuối năm này. Thế nhưng nếu muốn có một chiếc iPhone 12 có tốc độ mạng 5G nhanh nhất, bạn có thể phải đợi đến năm 2021. Theo một báo cáo mới đây của Susquehanna cho biết, mạng 5G Wave nhanh hơn gấp 10 lần so với LTE, có thể sẽ không được trang bị trên các mẫu iPhone 2020. Điều này có nghĩa model kế nhiệm iPhone 11 với màn hình LCD sẽ là chiếc iPhone 5G duy nhất ra mắt mùa thu này. Như vậy các flagship kế nhiệm iPhone 11 Pro và Pro Max hỗ trợ mạng 5G Wave nhanh hơn và màn hình OLED có thể phải chờ đến năm 2021. Apple đã chậm chân trong việc ra mắt thiết bị 5G so với các đối thủ như Samsung, Huawei và thậm chí cả OnePlus. Nguyên nhân của sự chậm trễ này được cho là do quyết định dùng các mô đun anten trong gói của táo khuyết, thay vì mua lại từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Tuy vậy, theo nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo, Apple sẽ ra mắt các iPhone 2020 hỗ trợ cả hai băng tần 5G Wave và sắp 6GHz cho phép người dùng kết nối với bất cứ mạng 5G sẵn có nào. Kuo cũng tin rằng cả ba mẫu iPhone 12 kế nhiệm iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max đều được trang bị công nghệ này. Khả năng iPhone 2020 chỉ có duy nhất một phiên bản hỗ trợ mạng 5G là rất khó xảy ra, vì điều này có thể tác động xấu đến doanh số iPhone của Apple trong dài hạn.